Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng do Bích Phượng và Đậu Thanh Vân thực hiện. Bích Phượng của SBTN Washington DC kính chào quý vị, kính chào quý vị. Và lúc 6 giờ chiều ngày thứ hai 16 tháng 12 2019, buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của bà cảnh sát trưởng quận hạt Fairfax Stacey Ann Kincaid đã được tổ chức tại Fairfax County Government Center. I'm so excited to welcome you to the Government Center for tonight's inauguration. What an incredible crowd we have. Stacey Kincaid là người nữ cảnh sát trưởng đầu tiên trong lịch sử 276 năm qua của văn phòng cảnh sát hình sự quận hạt Fairfax, được thắng cử trong năm 2013. Đồng thời, nhiệm vụ của bà và Sheriff Department là phục vụ cư dân của quận Fairfax, thành phố Fairfax City, Towns of Hunton và Vienna. Sau khi tốt nghiệp đại học, bà làm việc trong ngành cảnh sát hình sự từ cấp bậc đại úy. Cho đến năm 2013, bà thắng cử chức vụ cảnh sát trưởng. Và ngày thứ Hai 16 tháng 12 2019 là lễ tuyên thệ nhậm chức lần thứ ba của bà tại Fairfax County Government Center. Với chức vụ cảnh sát trưởng, bà chú trọng nhất trong vấn đề hệ thống y tế của luật pháp. Bà giúp đỡ chương trình Diversion First của quận nhằm giúp đỡ những tội phạm đang bị giam có vấn đề tâm thần, những người đang bị tàn tật, bị tội phạm có thể giảm án nhẹ hơn. Và đối với những tù nhân trưởng thành trên 18 tuổi, bà nới rộng chương trình học vấn và dạy nghề để giúp đỡ họ có khả năng học hỏi, rèn luyện giúp cho bản thân mình hay cộng đồng. Bà cũng giúp đỡ cho họ tìm được những nơi làm việc, xin bảo hiểm medical care và những nơi trị liệu trước khi họ rời khỏi nhà giam. Well, first of all, congratulations, re-election. Stacey Kincaid for Thank Fairfax you. County, Fairfax City, town of Hunton and Vienna. That's right. And can you please share with us what's going to happen the next 4 years with all your goals and with the those inmates that doesn't speak, you know, the language as well? That's what a lot of Vietnamese want to know. We're the most diverse public safety agency in Fairfax County. My staff reflect the community that we serve both inside the jail as well as out in the community. So I have staff that speaks Vietnamese. I have staff that speaks a variety of languages. And we're going to continue to do the great work that we've been doing for the past 6 years in ensuring that our children are safe, our seniors are safe. The work that we're doing with mental illness as well as addiction recovery is going to be the model for the Commonwealth of Virginia, if not for the entire United States, because we're doing great work. Well, the Vietnamese community is my family. From the first time we met to the Vietnamese picnic to bringing the bubble tea machine to being just so engaged. They have been there. You all have been there for me. And, you know, I've been there with you all. You've welcomed my family, my husband, and you've truly, truly made me feel just so wonderful. Every time I see you, everybody is so loving and giving, and I am so blessed and so proud to be able to serve as your sheriff. Well, it's actually her third term. She had a special, so this is her third term, so we're even more happy about that. But, you know, I've given my best friend to Fairfax County to be the sheriff. When you marry your best friend, it's always great, and I'm so proud of her and always will be, and we want to share with everybody else as well. So that's why she's sheriff. I mean, she's done a great job for her last two terms, and this is why she was reelected again, and we get so much support from the Vietnamese community. As she said, it's like our family, and we really appreciate that. Hôm nay là ngày inaugural của bà cảnh sát trưởng Stacey Kincaid. Thì hôm nay bà tới ủng hộ là tại vì lúc nào Stacey Kincaid cũng ủng hộ cộng đồng Việt Nam mình ở cái vùng Fairfax County, mà cũng làm rất là nhiều chuyện cho cộng đồng mình. Họ cũ là lúc nào cũng giống như trong cái gia đình của cộng đồng Việt Nam mình, nên vậy mình lúc nào cũng phải ủng hộ.